Bài viết sau đây tập trung vào dự án đường dây 220 kV rạch giá 2 Kiên Bình, một dự án quan trọng do Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVN-NPT) làm chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành. Dự án này có mục tiêu cung cấp điện an toàn, liên tục cho khu vực huyện Kiên Lương, thị xã Hà Tiên, huyện Hòn Đất và TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cũng quan trọng là tạo liên kết với đường dây 220 kV Kiên Bình Phú Quốc để cung cấp điện cho thành phố Phú Quốc. Dự án gặp khó khăn khi phải ảnh hưởng đến hơn 250 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất thu hồi và xây dựng 188 vị trí móng trụ. Ngoài ra, còn có 436 nhà, công trình và vật kiến trúc ảnh hưởng trong hành lang an toàn, cùng với 1.673 hộ có đất ảnh hưởng trong hành lang an toàn lưới điện. Dự án đã tiến hành thi công và đạt mức hoàn thành đào đúc móng 123/188 vị trí móng, dự kiến phải hoàn thành đóng điện vận hành vào tháng 6 năm 2024. Trong quá trình triển khai, EVN-NPT và SPMB đã hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các huyện Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương và TP Rạch Giá để thực hiện các thủ tục liên quan đến thu hồi đất, kê kiểm, áp giá, lập phương án bồi thường và hỗ trợ vận động, chi trả tiền cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án. Dự án đường dây 220 kV Rạch Giá 2 Kiên Bình đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Kiên Giang và khu vực xung quanh, nhưng vướng mắc về mặt bằng cần được giải quyết sớm để đảm bảo tiến độ thi công và hoàn thành dự án thành công. Tại buổi làm việc, ông Hoàng Trọng Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực cho biết, việc đảm bảo cung ứng điện là vấn đề được Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực đặc biệt quan tâm. Dự án đường dây 220 kV Rạch Giá 2 Kiên Bình có nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện cho tỉnh Kiên Giang, mang lại lợi ích cho khu vực. Để đảm bảo tiến độ dự án và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ông Hoàng Trọng Hiếu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang có ý kiến về thống nhất chủ trương hỗ trợ đất đai, nhà, vật kiến trúc, cây trồng trong hành lang an toàn để hội đồng bồi thường các huyện, thành phố có cơ sở thực hiện. Ủy ban Nhân dân các huyện Hòn Đất, Kiên Lương và thành phố Rạch Giá chỉ đạo phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và quyết định thu hồi đất phần móng trụ trong tháng 7 năm 2023. Huyện Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương và thành phố Rạch Giá phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ phần hành lang trong tháng 8 năm 2023. Các huyện, thành phố cũng tăng cường công tác vận động đối với 50 vị trí móng trụ chưa bàn giao mặt bằng để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng trong tháng 7 năm 2023 nhằm đáp ứng tiến độ của dự án. Ông Hoàng Trọng Hiếu cũng đề nghị EVN-NPT và SPMB phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nhanh chóng tháo gỡ mặt bằng, đồng thời chỉ đạo các nhà thầu tập trung huy động lực lượng để đẩy nhanh tiến độ thi công khi có mặt bằng. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, dự án đường dây 220 kV Rạch Giá 2 Kiên Bình có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho tỉnh Kiên Giang và khu vực lân cận.